Hello cả nhà. Mọi người nhìn nè, anh câu được con cua bự không? Bị chà vá lửa luôn á. Đã không? Đây, ngày trong tuần học online. Mà học xong rồi đó, hả? Giờ nghỉ ngơi đó. Giờ nghỉ dạy lao mà nó xuống nó nghịch nè. Còn ba nó thì câu cua. Đó. Rồi chút xíu con lại lên con học nữa. Cẩn thận con ơi, nhưng mà té xuống nước kìa. Hôm nay nước chỗ này lớn quá trời, nhiều cua lắm luôn mọi người ơi. Đây nè, cái dây câu cua đó. Cột đùi gà vô hang. Giống như là mấy cái video trước em quay đó. Cách cột đùi gà vô cái dây là video trước em chỉ mọi người rồi nha. Cột rồi hả, thả xuống thôi. Anh vớt lên cho coi nè. Trời ơi sao cua đi. Bữa nay nó bự dữ vậy. Tại nước lớn á mọi người. Nước lớn lắm luôn nè. Đó, nước lớn lắm. Đó anh thấy nha. Đó, cột cái dây rồi thảy ra thôi. Đơn giản mà ha. Cột cái dây thảy ra thôi. Ba ơi cho em quay đi ba. Nè mọi người ơi, cua đây. Xong cái nó ăn cái đùi gà rồi mình kéo nó lên. Đây nè. Thầy bỏ qua cái thùng sơ cua này nữa rồi nè. Bự vô nè. Quay. Đừng có bắt cái đó. Đâu phải ý của cá đâu nha. Đó. Ừ. Đấy, trứng của gì đó đó, được không phải trứng của cá đâu con, trứng cá nó chùm chùm. Không biết. Rồi. Đó là bỏ vô cái thùng sơ cua nhỏ đó, thùng đó là thùng. Dây nó nặng nặng là nó dính luôn. Câu dễ ghê. Trời con nào con đến nó bự dần dần luôn. Đây, hôm nay nước lớn lắm mà bữa đi cái chỗ này á là hả nước nó cạn lội xuống được luôn. Ừ, đầu kia cá mà nó nhảy bụm 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 ngoài đó đó. Quá trời. Yeah. Ôi trời ơi, bự quá mà hụt rồi. Con nữa nè. Cá trẻ. Ui ui bự quá. Cá giống vậy mama. Ba cho coi, cho coi ba. Bự dễ sợ. Trời ơi. Yeah. Ừ. Lấy con cái thả ra cho nó đẻ để còn có cua bắt. Anh kêu là anh thả nhiều con cái mà. Dữ chưa? Đầy mất khùng rồi đó. Biển phi bớt nha mọi người. Cua hôm nay bự lắm nha cả nhà. Đóng dây.
cây rồi đó, thấy chưa? Cứ thu dần nhẹ nhẹ thôi nha, không là nó sợ, nó đọng vàng, nó sợ. Trời, nó đọng vàng rồi, nó chạy rồi. Đọng vàng anh cứ thả ngay đó đi. Nghỉ thì xuống dưới bắt cua, còn hết nghỉ thì lại lên học. Hôm nay em đang học PE. PE ở đây nó giống như thể dục vậy đó, thể dục bên mình vậy đó, nhưng mà học online cho nên là cũng đỡ. Con học đi, con cứ học đi, đang học PE. Khỏi cần cô dạy, cô cho cái đường link là vô đó luôn. Còn tối thì em lên đây em ngủ đây. Đó. Còn chị hai thì học ở đây. Mấy bà chạy đi đâu rồi không biết. Ok, mami lấy cho con. Ba chạy đi đâu mất tiêu không biết. Nhiều cua lắm mọi người ơi, vừa cho con học vừa câu cua. Wow, ba bắt được con bự quá nè, trời ơi hôm nay bắt được nhiều ghê đó, thêm đầy cái thùng nhỏ này nữa rồi, nhét vô sao được mà nhét không. Mang cái thùng kia lại đây luôn đi anh. Hôm nay hai thùng rồi, quá xá. Sáng con bự. Đây là ngày hôm nay nhà em đi bắt cua đây. Rất là nhiều nha mọi người. Hôm nay nước lớn cho nên là cua rất là nhiều và cua bự nữa. Một thùng đá với thêm một cái thùng nhỏ này nữa nè. Đó mọi người thấy không? Và biển tụi em bắt cái khu vực này là biển Freeport ha mọi người. Một mé bờ bên là tắm, còn một mé bờ bên này là mình bắt cua ha. Và ai muốn bắt thì đi xuống dưới đó nha. Và đây là cua mà em đã rửa sạch sẽ và em đã mang đi hấp bia. Và bây giờ tiếp tục lại ngồi gỡ hết ra để mình có thể nấu súp hay chiên cơm hay là làm cái gì đó cũng được. Tại vì cua này là cua tươi cho nên là rất là ngon mọi người ạ. Rất là ngon và cua rất là chắc nữa. Và video ngày hôm nay em xin dừng tại đây nhé. Mọi người coi video đừng quên ấn like and subscribe kênh của bếp nhà Alisa USA nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye.